Thưa quý thính giả, phần giới thiệu thế hệ nhạc sĩ thứ tư, tức những nhạc sĩ ra chào đời vào khoảng năm 1940 trở về sau, chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín, người nổi tiếng với tài đàn dương cầm, với những ca khúc thời trang ăn khách trước năm 1975 và những ca khúc giá trị mang âm hưởng bán cổ điển sau này, cũng như cuộc đời khá ly kỳ của chính ông. Sau 30 tháng 4 1975, lúc đầu, Nguyễn Anh Chín cùng với Quốc Dũng theo đoàn văn nghệ của Duy Khánh về trình diễn ở các tỉnh, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, rồi tất cả đều bị cấm. Ông phải làm công nhân tại xa cảng miền Tây để kiếm sống cho tới năm 1978. Trở lại với âm nhạc vào năm 1982, công việc đầu tiên của ông là mở lớp dạy đàn dương cầm. Sau đó, ông tham gia các chương trình hòa tấu hoặc trình diễn dương cầm ở nhiều nơi. Tới khi bộ môn điện ảnh được phần nào cởi trói, Nguyễn Anh Chín đã được mời viết nhạc đẹp cho một số phim như Mảnh Tình Nghiệt Ngã, Mênh Mông Tình Buồn. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Nguyễn Anh Chín chỉ viết hơn 20 ca khúc. Trong số ấy, trừ hai bản Mẹ Việt Nam Ơi và bản Mùa Thu Cánh Nâu, phổ từ bài thơ của một tác giả viết cho Khánh Ly. Còn lại, tất cả đều là những tình khúc phản ảnh tâm sự của chính ông. Và tất cả đều buồn. Tâm sự ấy là mối tình đầu dang dở mà ông đem theo suốt một đời. Thế nhưng, tuy xuất phát từ cùng một tâm sự, xét về cả hình thức lẫn giá trị nghệ thuật, những tình khúc hiếm hoi viết sau năm 1975 của Nguyễn Anh Chín lại khác xa những bản thời trang ăn khách của ông trước kia. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Trên bước đường sáng tác, tới một lúc nào đó, khi có điều kiện, hoàn cảnh, người nghệ sĩ sẽ trở về với cội nguồn của mình. Nguyễn Anh Chín vốn đã say mê nghe nhạc cổ điển từ nhỏ, lớn lên lại được nhạc sĩ Hoàng Nguyên hướng dẫn, dìu dắt vào con đường âm nhạc, rồi được học đàn dương cầm với Bùi Quang Linh, thủ khoa khóa 1 Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau này, trong thời gian chơi nhạc chung tại Sài Gòn, ông còn được một vị trưởng ban nhạc jazz, người Phi Luật Tân, tận tâm truyền thụ. Cho nên, ngay từ bản Buồn ơi chào mi, sáng tác trước năm 1975, người ta đã thấy phảng phất âm hưởng bán cổ điển pha lẫn nhạc jazz. Xa vắng tiếng dương cầm dịu dàng một nỗi nhớ mong sâu lắng khúc nhạc buồn nhẹ nhàng trong đêm thời đã qua đã muôn trùng cách xa tiếng dương cầm thiết tha nhẹ ru tiếng bay xa như cánh nhạt phai sắc hương tiếng hát với cung đàn chỉ còn dư âm vẫn vương lắng sâu vào bóng đêm
những kỷ niệm ấm êm, tiếng dương cầm xót xa chìm trong quên lãng nhạt nhòa. Người hỡi, đành quên hết tình tôi, lặng lẽ một tiếng đàn buông lơi, một tiếng đàn chơi vơi. Về nơi đâu người ơi, tình đến rồi đi, sầu trách mà chi, lặng lẽ một tiếng đàn trăng đêm, một nỗi buồn không tên, một tình yêu đâu dễ sáng tác sau năm 1975 của Nguyễn Ánh Chín, được trình bày qua tiếng hát Cẩm Vân. Năm 1994, Nguyễn Ánh Chín được mời sang Pháp viết nhạc đệm cho một bộ phim nói về trẻ em ở đồng bằng sông Cửu Long, do một hội từ thiện của Pháp thực hiện. Vì công việc này, ông đã được Hội Sáng tác gia Quốc tế ở Pháp mời làm hội viên. Cũng nhân chuyến đi Pháp này, Nguyễn Ánh Chín đã thực hiện được ước mơ bấy lâu của mình, đó là thu một CD do ông đọc tấu Dương Cầm. Lặng nhìn mưa rơi,
chập trùng bóng tôi và niềm hạnh phúc quá xa vời. Cuộc tình hôm nay còn nhiều mê say mà nào ai hay những nỗi đắng cay. Còn gì đâu nữa chuyện tình mộng mơ, còn gì đâu nữa để mong chờ. Cuộc đời bon chen, lòng người đau điên, còn lại trong ta những yêu phiền. Đời rồi về đâu, thương đau tình sâu trong ta biết đến bao lâu. Đường chiều hoang nắng, cuộc tình xa vắng, ngập ngừng từng bước chân. Năm 2001, sau chuyến xuất ngoại thăm Hoa Kỳ cùng với Quốc Dũng, trở về, Nguyễn Ánh Chín tuyên bố rửa tay gác kiếm. Tuy nhiên, bước qua năm 2002, ông đã lỗi lời thề khi Ánh Tuyết, một ca sĩ nổi tiếng trong nước, mời ông ra Hà Nội đệm cho cô hát. Và từ đó, thỉnh thoảng ông vẫn còn trình diễn dương cầm và tham gia những đêm nhạc của người nữ ca sĩ này. Nguyên nhân thứ nhất, Ánh Tuyết là ca sĩ đầu tiên trình bày và trình bày rất thành công nhạc phẩm Cô Đơn, sáng tác nổi tiếng nhất của Nguyễn Ánh Chín sau năm 1975. Về nguyên nhân thứ hai, Nguyễn Ánh Chín cho biết, ngoài kỹ thuật cần có, người đệm phải sống với bài hát và nâng bài hát ấy lên cao. Nhiều khi người đệm và người hát phải có một sợi dây vô tình làm họ trở nên hòa hợp với nhau và tâm hồn hòa quyện. Trước đây, tôi mê nhất là đệm đàn cho Thái Thanh và Khánh Ly. Gần đây thì tôi thích đệm cho Ánh Tuyết vì cô ấy hát rất nhiệt tình và biểu lộ sự trân trọng bài hát. Tới đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Cô Đơn, một trong những sáng tác mang âm hưởng cổ điển của ông sau năm 1975. Như đôi chim uyên tung bay giữa trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá chim trời phiêu lãng theo mây trời lang thang.
dòng chơi cùng năm tháng. Em đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi, cho em quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi, cho em quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết
Nguyễn Ánh Chín chỉ viết hơn 20 ca khúc. Trong số ấy, trừ hai bản Mẹ Việt Nam Ơi và bản Mùa Thu Cánh Nâu, phổ từ bài thơ của một tác giả viết cho Khánh Ly. Còn lại, tất cả đều là những tình khúc phản ảnh tâm sự của chính ông, và tất cả đều buồn. Tâm sự ấy là mối tình đầu dang dở mà ông đem theo suốt một đời. Thế nhưng, tuy xuất phát từ cùng một tâm sự, xét về cả hình thức lẫn giá trị nghệ thuật, những tình khúc hiếm hoi viết sau năm 1975 của Nguyễn Ánh Chín lại khác xa những bản thời trang ăn khách của ông trước kia. Nguyên nhân cũng dễ hiểu. Trên bước đường sáng tác, tới một lúc nào đó, khi có điều kiện, hoàn cảnh, người nghệ sĩ sẽ trở về với cội nguồn của mình. Khi biến cố 30 tháng 4 1975 xảy ra, nhiều nhạc sĩ tên tuổi đã ở lại Sài Gòn. Chẳng hạn Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu, Phạm Thế Mỹ, Minh Đức Thắng, Trần Long Ẩn, v.v.
cũng có những người lựa chọn ở lại, như Dương Thiệu Tước, Y Vân, Khánh Băng, Trúc Phương, Trần Quang Lộc, Nguyễn Ánh Chín, Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, Quốc Dũng. Và có những người bị kẹt lại, như Văn Giảng, Lê Trọng Nguyễn, Nguyễn Văn Đông, Nhật Bằng, Nhật Ngân, Phạm Mạnh Cương, Trầm Tử Thiêng, Từ Công Phục, Ngô Thụy Miên. Nhưng cho dù ở lại vì nguyên do gì, tất cả các nhạc sĩ ấy đều gặp nhau ở một điểm. Đó là gương sáng tác tình ca. Có thể nói, sau năm 1975, ở trong nước, thời gian khoảng 5 năm đầu, đã không có những bản tình ca đúng nghĩa. Ca khúc duy nhất có ít nhiều chất tình trong đó là bản Buồn của Y Vân, viết năm 1978. Thì cũng là viết để đó, sau này mới được phổ biến tại hải ngoại. Trong số các nhạc sĩ lựa chọn ở lại, có Nguyễn Ánh Chín, một nhạc sĩ xuất thân là người chuyên đệm đàn dương cầm, nhưng về sau đã sáng tác nhiều bản thời trang ăn khách bậc nhất, như Không, Tình Khúc Chiều Mưa, Ai Đưa Em Về, Một Lời Cuối Cho Em, Buồn Ơi Chào Mi, vân vân. Gì nữa đâu trong cuộc tình này, còn gì nữa đâu chua xót tình đây, nhạc buồn đêm thâu nghẹn ngào thương đau, tình sâu cho nhau em bây giờ nơi đâu, ngày nào có nhau mơ duyên tình đầu, ngày nào có nhau tiếng hát ngọt ngào, rồi mình xa nhau một ngày thương đau, giọt buồn xanh xao khi không còn có nhau. Cô đơn tình yêu trông vắng bơ vơ chiều hoàng loang nắng, tiếng hát ngày nào vẫn mãi lạc loài nơi đâu, nghìn trùng cách xa thương yêu nhạt nhòa, còn lại với ta bóng dáng hiền hòa, một ngày xa xưa một ngày nên thơ, thuyền tình em trôi đưa nhau về bên mơ. Trong cuộc tình này còn gì nữa đâu chua xót tình đây, nhạc buồn đêm thâu nghẹn ngào thương đau, tình sâu cho nhau em bây giờ nơi đâu, ngày nào có nhau mơ duyên tình đầu, ngày nào có nhau tiếng hát ngọt ngào, rồi mình xa nhau một ngày thương đau, giọt buồn xanh xao khi không còn có nhau. Nguyễn Ánh Chín vốn đã say mê nghe nhạc cổ điển từ nhỏ, lớn lên lại được nhạc sĩ Hoàng Nguyên hướng dẫn dìu dắt vào con đường âm nhạc, rồi được học đàn dương cầm với Bùi Quang Linh, thủ khoa khóa 1 Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sau này, trong thời gian chơi nhạc chung tại Sài Gòn, ông còn được một vị trưởng ban nhạc jazz người Phi Luật Tân
tận tâm truyền thụ. Cho nên, ngay từ bản Buồn ơi chào mi, sáng tác trước năm 1975, người ta đã thấy phảng phất âm hưởng bán cổ điển pha lẫn nhạc jazz. Tới đây, để kết thúc bài nói về nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Cô Đơn, một trong những sáng tác mang âm hưởng cổ điển của ông sau năm 1975. Tiếng đàn dương cầm của Nguyễn Anh Chín.